Ngày 25 tháng 12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang đang lấy lời khai để củng cố hồ sơ xử lý hành chính hơn 139 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ ma túy đối với một số đối tượng khác xảy ra tại một quán bar trên địa bàn thành phố Rạch Giá. Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 24 tháng 12 năm 2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành kiểm tra tại quán bar Paradise ở phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá và phát hiện gần 300 người đang lắc lư trong tiếng nhạc. Khi thấy công an, nhiều đối tượng tìm cách tháo chạy nhưng đã bị bắt giữ. Tại hiện trường, lực lượng công an đã tìm thấy nhiều viên nén và bịch ni lông bên trong chứa ma túy tổng hợp vứt xuống dưới ghế và sàn nhà nhằm phi tang. Lực lượng công an đã đưa 277 khách chơi và 23 nhân viên quán bar về trụ sở. Qua test nhanh có 139 đối tượng dương tính với chất ma túy tổng hợp.